Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm mà mình mua được trên Shopee. Đó là thiết bị chuyển đổi âm thanh có dây thành không dây. Tức là nó sẽ biến cái tai nghe thường của các bạn thành một cái tai nghe Bluetooth, hoặc là các bạn có thể truyền âm thanh không dây qua cái thiết bị như là lo hay là đại loại như thế. Bây giờ mình sẽ phù hợp cho bạn xem. Thì cái sản phẩm này mua trên Shopee thì giá của con này thì cũng khá là rẻ thôi, tầm 100.000 thôi. Mở cho các bạn xem. Đây. Câu. Bluetooth adapter. Thì nó có một cái jack này, không biết cái jack này làm gì, jack 2 đầu 3.5. Không hiểu làm gì. Nó sử dụng là chuẩn Bluetooth 4.2. Nhà âm thanh adapter cho headphone, cho xe hơi, cho loa, cho nhà âm thanh gia đình PC. Rất nhiều cái sử dụng không dây. Trong cái này là dây sạc của nó. Một cái giấy hướng dẫn khá là nhỏ gọn, toàn tiếng Trung Quốc. Cái bên này có tiếng Anh. Cái này tham khảo sao đi. Đây, rất là nhỏ gọn, các bạn có thể cài áo được bằng cái phần cài áo này. Lúc mình mua trên mạng thì mình nhìn mình tưởng nó không có cài áo, mình tưởng cái cục như vậy, nhưng thật sự nó có miếng cài áo ở phía sau nè. Các bạn cài vào thì nó có tích hợp cái micro trong đây nữa. Để mình sẽ thử một kiếm cái điện thoại mình thử nha. Hiện tại thì cái máy của mình đang quay rồi, nên mình sẽ mượn một cái máy này để mình test thử cho các bạn xem. Đây là máy mobile. Thử những cái dòng cũ như thế này coi nó nhận tốt không nhé. Cái này mình đã bật lên rồi. Bấm cái nút nguồn, các bạn bấm nguồn để bật lên nhé. Giữ nút nguồn. Thì ở đây mình sẽ bật lên thử. 1, 2. Bluetooth. Thì chúng ta sẽ tìm được thiết bị đó là Bluetooth Music. Thì các bạn bấm vào. Đây, nó sẽ để là đã kết nối thành công. Đây, các bạn thấy là nhạc nó không ra cái loa này nữa vì nó chuyển qua đây rồi. Rồi chúng ta chỉ cần gắm cái sợi dây headphone chúng ta vào đây, hoặc là cái dây loa gắn vào đây thì nó sẽ truyền nhạc qua. Thì ở đây nó tặng cho chúng ta cái này để chúng ta gắn vào. Đây mình có một cái loa. Ok, cho gắm vào. Đây, nó thấy như vậy. Hỏi em rằng có còn yêu sao để năm chờ tháng đợi. Này chúng ta thay bấm. Cái này thì chúng ta có thể điều chỉnh nhạc lực như là qua bài hay là tạm dừng hát, hoặc là tua ngược quay ngược cái bài đó lại. Thì nhưng mà mình thấy là nó có cái độ trễ, như cái này mình bấm không, cỡ một giây sau rồi nó mới hát nè, 1, 2, 3. Bài nguyên tắc cũng có độ trễ nữa, nguyên tắc này. Nó có cái độ trễ nhẹ, nhưng mình chấp nhận được, khá là hay. Còn một cái điểm nữa là khi cái thiết bị này nó hoạt động á, cái đèn này nó chớp nhẹ, thấy không, nó chớp nhẹ một cái thôi. Nếu nó hoạt động cái này nó sáng luôn thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Còn này mình đôi khi mình nhìn mình không biết là nó có hoạt động hay không,
nó chớp rất là ít, không lâu lâu nó chỉ chớp nhẹ một cái thôi. Thì đánh giá cái thiết bị này là rất là tiện lợi. Thì nếu mà mua, các bạn mua những cái tai nghe không dây á thì cũng được thôi, nhưng giá thành nó sẽ cao hơn, và cái này dĩ nhiên nó sẽ rẻ và nó tiện hơn. Vì cái tai nghe không dây thì các bạn đem theo thì nó cũng dễ rớt mất và rất là dễ hư hỏng như cái tai nghe có dây. Đây này, chỉ bạn chỉ mong mua cái này, và cái tai nghe có dây thì bạn cắm vào các bạn sử dụng thôi, rất là tiện lợi. Và nếu các bạn nào có quan tâm đến cái sản phẩm này thì mình có để link mô tả phần video ở dưới, các bạn hãy click vào đó xem sản phẩm và mua nhé. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.